Chiều ngày hôm ấy Bảo Bảo rảnh rỗi ngồi xem phim trên máy tính, không biết là loại phim gì mà khuôn mặt cô đỏ bừng, quay sang nhìn thấy Tần Trạch đang nhìn mình chằm chằm cô liền hỏi em làm gì đó. Không làm gì cả, Bảo Bảo dùng chân đá vào người cậu, không làm gì thì cút đi, Tần Trạch nghi ngờ chị gái đang xem phim mờ ám liền giật lấy cái máy tính xem thử. Thì ra là cô đang xem bộ phim em gái tôi không thể nào dễ thương như vậy được, Bảo Bảo hổ báo lao đến trả máy tính cho chị. Tần Trạch bị làm cho giật mình buông cái máy tính ra chụp lấy cơ thể Bảo Bảo, bàn tay xíu chút nữa là chụp vào quả bưởi của cô a à, chị ấy đang xem tình yêu luận loan sợ bị mình nhìn thấy tại sao vì buổi tọa đàm ngày hôm nay ư tử khâm đang ngủ chưa thì bị làm cho tỉnh giấc hai người làm gì vậy ổn quá đi hai chị em đỏ bừng mặt kêu lên không có gì tư thế hai người có chút dễ gây hiểu lầm nên lập tức buông ra hai nóng quá đi tôi đi tắm một cái dứt lời tử khâm đi lên phòng còn tần trạch tranh thủ nhặt cái máy tính lên sau đó cậu trả lại cho bảo bảo nhưng cô lại quay đi thì ra luận loan là ý này thật ghê tởm hừ chỉ là một phong cách anime thôi, có rất nhiều phim về chủ đề này mà. Ví dụ như bộ cốt hát này, nhưng sau có tình tiết quan hệ với em gái nên xem không nổi, có cả bộ kiss chị gái này nữa hay lắm. Hai chị nuôi này cả ngày hôn em trai, nghe xong bảo bảo đỏ bừng mặt, em xem nhiều vậy cơ à. Đồ biến thái, hư sao lại thành biến thái rồi, nội dung này cái gì mà chị em rồi anh em các thứ. Bất ngờ bảo bảo nhặt lấy cái gối ném thẳng vào mặt tần trạch sau đó bỏ đi lên phòng, cô cũng không quên quay lại chửi cậu đồ biến thái chuyển cảnh đến phòng làm việc của ông ba Tần Trạch. Cậu mở cửa đi vào, ba hôm nay không đi làm à, buổi trưa có khách tới nhà ăn cơm. Tần Trạch lấy ra một cái hộp đưa cho ông ba, cho ba này, ông ba mở ra thì thấy bên trong là một cây bút vạn bảo long. Ông cầm lên xem xét rồi hỏi hôm nay con cắn nhầm thuốc à, chỉ là đầu tư kiếm được ít tiền nên muốn mua quà tặng ba thôi, cái này cũng không ít tiền nhỉ. Chỉ có bốn nghìn thôi, cái thằng bé này tiêu xài hoang phí vậy, ô ba không thích sao, vậy thì trả lại cho con đi. Làm bậy, đã gỡ ra rồi người ta còn cho con trả à vậy thì ba cứ làm việc đi con ra ngoài phòng khách nói chuyện với mẹ nói xong tần trạch quay lưng đi ra ngoài bỗng nhiên ông ba gọi khoan đã đưa điện thoại cho ba ba lấy điện thoại của con làm gì chứ xem cổ phiếu của con giao dịch dài hạn của con hiện tại xem ra vẫn không tệ nhưng giao dịch ngắn hạn rõ ràng không đủ ba xem thử tối về sẽ chỉ điểm cho con hừ con thấy ba gần đây là chơi cổ phiếu gặp khó khăn cần xem thu hoạch của con làm tham khảo thì có tần trạch quay lại đưa điện thoại cho ông ba hay là con ở đây đợi ba chỉ dạy luôn nhé. Đi đi, đừng có ở đây làm cản trở ba, ở bên ngoài mẹ của cậu đang nói chuyện với bảo bảo, con gái lão trương nhà bên đã lấy chồng rồi đó. Thím lưu tầng hai con trai đã sinh một cặp song sinh rồi, chúng nó bụ bẩm đáng yêu lắm, bảo bảo biết rõ ý đồ của mẹ đang muốn mình lấy chồng nên xị mặt ra. Mẹ ơi có dưa không con muốn ăn dưa, ăn dưa cái gì, bảo bảo con xem, mẹ đã 50 rồi con cố gắng cho mẹ bế cháu đi. Tần trạch đi ra giải vây kêu mẹ yêu ơi con khát nước, hừ khát chết con luôn đi tử không cũng từ bi lên tiếng gì à con cũng muốn ăn dưa lúc này mẹ tần trạch mới chịu đứng dậy được rồi để gì đi bổ cho đợi một chút nhé sau đó tần trạch đi đến chỗ bảo bảo ngồi xuống có vẻ tối nay mẹ lại đòi ngủ chung với chị rồi bảo bảo dứt khoác tránh né đừng có chạm vào chị bất ngờ ông ba xuất hiện đưa điện thoại cho tần trạch không tệ con trai ba đúng là có bản lĩnh a à, trạch chuyện này tuy trải nghiệm càng nhiều càng tốt nhưng cũng không được quá nửa vời không kiên định bà à có chuyện gì vậy thằng nhóc nhà con có bạn gái lúc nào cũng không nói với ba nghe vậy thì cả ba đều giật mình trương nhã kia là ai nhìn thế nào nhà ở đâu là bạn học đại học à trong lúc tần trạch đứng hình không biết trả lời thế nào thì ông ba bắt đầu luyên thuyên cô gái này có hơi nhiệt tình con phải chú ý nhân phẩm đó không thể ai cũng yêu được trần thanh viên cũng là đối tượng của con à một câu anh tần hai câu anh tần nó nhỏ hơn con à tần trạch như bị hóa đá trước ánh mắt hình viên đạn của bảo bảo và tử khâm cậu vội vàng đứng dậy ba à đừng nói lung tung nữa con chưa có bạn gái đâu đó đều là bạn bình thường mà thôi bất ngờ tin nhắn của trương nhã gửi đến em trai à sao lâu rồi không liên lạc với chị ăn xong phủi quần bỏ đi không nhận đúng không sau đó là tin nhắn của tần thanh viên anh tần à chủ nhật này mẹ em muốn mời anh đến nhà em ăn cơm anh tần đừng chê em phiền mà em sau này sẽ làm gái ngoan cậu chỉ biết cảm thán đề cụ cái gì thế này lúc này còn gửi tin nhắn cho mình muốn hại chết mình à ông ba bất ngờ lên tiếng hẹn con ăn cơm là trương nhã còn cô gái làm nũng kia chắc là Trần Thanh Viên nhỉ? Tần Trạch giật mình hét lớn tại sao ba lại đọc trộm chứ? Bỗng dưng Bảo Bảo biến thành quái thú lao về phía Tần Trạch, cô đu lên người cậu hung dữ, Tần Trạch tên khốn nhà em, chị phải giết em, cô liên tục cào cấu cắn xé vào đầu Tần Trạch, đồ khốn đồ tồi, ông ba ở bên cảm thán nó là đồ khốn. Mình là ba nó vậy thì mình là cái gì? Ông ba quát lớn xuống ngay, còn không xuống thì để cho hai đứa nhớ lại ký ức hồi còn nhỏ. Nghe vậy Bảo Bảo liền nhảy xuống. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít? mẹ con nói đúng đó nên tìm đối tượng cho con rồi bất ngờ bảo bảo chỉ vào tần trạch ba không biết đâu nó nó câu dẫn người đã có chồng ủa đều kết hôn hết rồi sao không có con chỉ nói vui thôi chưa kết hôn thì con quậy lên cái gì nhưng nó tán cả hai cô cùng một lúc đó là bản lĩnh của nó nhưng ông ba chợt nhớ ra nhà có khách nên tỏ vẻ đứng đắn ho khụ khụ như vậy không được yêu đương là yêu đương không được hời hợt không được dẫm chân hai thuyền lúc này mẹ tần trạch mang dư ra là ai dẫm chân hai thuyền bảo bảo chạy lại mách mẹ à con trai mẹ tán gái có chồng đó, mẹ mau đánh nó đi, cậu hoảng hốt mẹ đừng nghe chị ấy nói bậy, con trong sạch, con không có gì với Trương Nhã cả. Trương Nhã là ai? Đó là bạn thân của con, đã nói là không có rồi, chị có thôi đi không? Chị nói có là có. Đột nhiên bảo bảo ôm bụng đau đớn rồi ngồi xuống khóc hu hu đau quá, sao vậy? Nói khóc là khóc đã bao nhiêu tuổi rồi? Có biết ngại không? Thấy con có bạn gái tin đồn nên lòng không yên đây mà, mẹ à con đau bụng quá, không phải là tuần sau sao? Sao lại đến sớm như vậy? A à, Trạch hôm qua mua nhiều kem cho con ăn. Nghe vậy mẹ Tần Trạch nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, ông ba cũng như thế. Sau đó bảo bảo được đem vào giường nằm nghỉ ngơi. Tần Trạch đẩy cửa đi vào trên tay có mang theo một ly trà nóng, "Còn đau không? Nấu trà gừng hồng đường cho chị này." "Đang đau, trà gừng có tác dụng gì chứ? Vậy để em xoa bóp cho chị nhé." Bảo bảo tỏ vẻ giận dỗi kéo chân kín hết người, "Không cần, đồ tồi, yên tâm đi, bạn chị là loại gì chị còn không biết sao? Em không làm gì bạn chị cả." giải thích với chị làm gì chị không quan tâm đi mà giải thích với vương tử không của em ấy đã giải thích rồi chẳng lẽ còn phải giải thích với chị trước à bảo bảo liền dùng chân đá mạnh vào ngồi tần trạch tức chết chị rồi a à. bị động cơn đau lại xuất hiện bảo bảo ôm bụng rụn dày ai dô đau quá đừng cố nữa để em xoa bóp cho sau đó liền thấy tần trạch trèo lên giường đấm bóp massage cho bảo bảo bước một là bàn chân bước hai là bắp đùi bảo bảo có vẻ đã đỡ hơn một chút chị còn đau không Thấy Bảo Bảo không chịu trả lời cậu xoay người bỏ đi, em đi chị nhé. Lúc này Bảo Bảo mới chịu mở miệng, hai Trần Thanh Viên kia em còn chưa giải thích, một cô bé thôi có gì mà giải thích chứ, em cũng không thích kiểu này. Đúng rồi, có một cô gái họ Vương sáng tối ở bên nhau rồi, đương nhiên em không nhìn chúng cô bé kia rồi, Tần Trạch đứng hình không biết nói gì. Trước kia không biết là ai sẽ nói mãi mãi ở bên chị, cho dù có vợ cũng đặt chị lên đầu, ủa em có nói vậy à, em có nói, đàn ông thất hứa cả đời không lấy được vợ. Ở bên ngoài Tử Khâm đang ngồi uống miếng nước nhìn mẹ Tần trạch làm cơm, "Gì à mấy người bọn con thôi làm nhiều vậy có ăn hết không? Hôm nay có khách là học sinh của chú Tần con nó." Bất ngờ có tiếng chuông cửa tinh tinh, Tử Khâm liền đi ra mở cửa, mở cửa ra thì cô nhìn thấy một người đàn ông, anh ta nhìn thấy Tử Khâm thì tưởng là đi nhầm phòng, nhưng nhìn lại thì đúng phòng 1102 rồi nên lên tiếng xin chào, "Tôi là học sinh của thầy Tần." "Vâng mời anh vào." "Ồ là vương bái tới à? Dạ chào gì?" Dì. "Dì đang làm gì đó để con phụ cho, xong cả rồi." thầy con trong thư phòng ấy để gì kêu a trạch đi gọi chuyển cảnh đến bữa cơm tối thầy à em kính thầy một ly trước được thôi bây giờ em làm gì rồi vẫn làm giám đốc khu vực đông phủ thôi ạ à. hai năm nay không đổi vị trí vương bái a trạch nhà gì mà được một nửa của con thì tốt rồi ừm cả ngày chỉ biết ở nhà chơi cổ phiếu cũng không ra ngoài tìm việc bảo bảo bon chen và nói nó tìm được việc rồi ông ba liền trừng mắt một cái bảo bảo cục đuôi lại tập trung vào chén cơm ô thích chơi cổ phiếu à có hứng thú tới trung phong không anh giúp em mẹ cậu nghe vậy thì gấp cho vương bái miếng thịt vậy phiền cháu rồi tức hai bác kêu a à trạch qua đó thử xem mẹ à đừng lo nữa con vừa phỏng vấn thành công rồi cái công ty đầu tư gì đó mẹ nghe bảo bảo nói rồi mẹ không tìm thấy trên mạng hừ a à trạch chơi cổ phiếu kiếm được không ít tiền rồi mà bái vương nghe vậy thì ngạc nhiên à em quên mất có thầy tần đích thân chỉ dạy mà ông ba nghe thế thì chột dạ ho khụ khụ ăn cơm đi bảo bảo kết bạn đi cô đang uống ly nước mà giật cả mình con gái bác nhìn sinh thế này chắc là nhiều người theo lắm nhỉ đã dẫn ai về nhà chưa mẹ tân trạch thở dài hai nó mà đưa bạn trai về nhà bác nằm mơ cũng cười ồ vẫn chưa có bạn trai à Dì à, tuổi bảo bảo cũng không lớn không cần vội hơn nữa còn xem duyên phận nữa bảo bảo chỉ biết ngại ngùng ngồi dùng cơm thời gian còn lại vương bái cứ nhìn cô mãi chuyển cảnh đến sáng ngày thứ hai tân trạch được bảo bảo trở đi làm thắt cả vạt nhìn ngốc quá chị biết cái gì đây là chị tử khâm tặng em đó Nghe vậy Bảo Bảo chẳng thèm nói gì thêm, cô đạp mạnh chân ga chạy thật nhanh, chiếc xe liền đạt đến tốc độ lưu hương vàng, rất nhanh Tần Trạch đã được đưa tới công ty đầu tư tụ lợi. Giới thiệu mọi người hôm nay có đồng nghiệp mới, Tần Trạch giơ tay thân thiện chào mọi người, "Em là Tần Trạch, sau này mong mọi người giúp đỡ." Mọi người cũng vỗ tay chào đón cậu. Nhìn trang phục đồng nghiệp cậu thầm nghĩ mấy nó, không phải chị nói là công ty lớn đàng hoàng sao, đều là tinh anh trang phục tây chỉnh tề các thứ sao? Lẽ nào mình vào công ty không đàng hoàng rồi? Tần Trạch được dẫn đến ngồi cạnh một cậu thanh niên áo nâu, hai người bắt tay nhau làm quen, "Xin chào tôi là Dương Kiến, xin chào anh." Tần Trạch có gì không quen với công ty cứ tìm chị nhé. Vâng cảm ơn chị. Tần Trạch, anh thêm em vào nhóm nhé, để tiện nắm bắt công việc. Dạ vâng ạ. Tần Trạch được đưa vào nhóm, mọi người liền nhắn tin chào mừng người mới. Sau đó mọi người lại tập trung vào công việc im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên tin nhắn lại hiện. Không đủ KPI tháng này, toàn thân vô lực chỉ muốn ngủ thôi. Tần Trạch đọc xong mà ngơ ngác dương kiến liền nhắc nhở đừng nhìn nữa cậu không phải vào nhầm nhóm đâu phòng làm việc không tiện buôn chuyện mọi người có điều gì đều nói trong nhóm vãi thật mình có phải thật sự vào công ty không đàng hoàng rồi không cậu nhấp vào xem hồ sơ của dương kiến sau đó quay sang hỏi anh sống ở dương phố ư sao cậu biết lại rất thích tần bảo bảo cậu cũng cảm thấy cô ấy không tệ đúng không mấy ngày trước xem tôi là ca sĩ nên mê cô ấy lắm nữ thần của nữ thần vậy mà anh không biết em sao tần trạch không phải cậu vừa mới giới thiệu à anh vẫn chưa xem xong chương trình tôi là ca sĩ đúng không? Sắp rồi, còn hai tập nữa là chung kết rồi, nghe nói cuối cùng Tần Bảo Bảo đoạt quán quân. Đỉnh lắm, anh hút thuốc không? Không đâu, phòng làm việc không được hút thuốc, cậu muốn hút thì xuống dưới lầu ấy, sau đó liền thấy Tần Trạch đứng làm điếu thuốc bấm điện thoại. Bỗng nhiên xuất hiện một tin nhắn, có ba người đi thuê khách sạn một đêm 30 tệ, ba người mỗi người lấy 10 tệ vừa đủ 30 tệ đưa cho ông chủ, sau đó ông chủ nói hôm nay có ưu đãi chỉ cần 25 tệ ông đưa cho phục vụ 5 tệ kêu trả lại cho ba người, phục vụ chỉ giữ lại hai tệ. Chỉ trả lại cho mỗi người một tệ, bây giờ tính, ba người mỗi người tiêu 9 tệ tổng là 27 tệ, thêm hai tệ của phục vụ là 29 tệ, xin hỏi một tệ kia đi đâu rồi. Mấy người trong công ty nhao nhao lên cứ cảm thấy có chỗ không đúng nhưng không biết là chỗ nào, tần trạch làm điếu thuốc rồi bắt đầu nhắn trả. Ba người tổng cộng tiêu hết 27 tệ, ông chủ thu nhập 25 tệ, người làm thuê thu nhập 2 tệ là vừa đủ 27 tệ, mọi người đừng để bị lừa nữa, cậu vàng liền like cho tần trạch một cái sau đó nhắn tin rủ cậu đi ăn cơm chưa tần trạch chỉ biết cảm thán đường đường là một công ty mà cứ như là nhà trẻ thưởng kẹo vậy sau đó cậu vàng lại nhắn một người tiêu 8 tệ đi mua một con gà bán với giá 9 tệ sau đó anh ấy cảm thấy không thỏa đáng dùng 10 tệ mua về sau đó lại bán cho người khác giá 11 tệ hỏi anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền dương kiến liền trả lời hai tệ chính xác cơm chưa thêm cậu nhé sau đó tần trạch dập điếu thuốc rồi trở về phòng làm việc chuyển cảnh đến trưa ngày hôm đó tân trạch cùng dương kiến ngồi đối diện với một người đàn ông tóc trắng có lẽ là cậu vàng thủ khoa lý thành phố 11 năm dương kiến tôi phải mặt dày xin sỏ trước mặt tổng giám đốc mãi mới lấy được cậu về tay còn về cậu đúng là niềm vui bất ngờ câu thứ nhất là vấn đề về độ sai lệch logic phản ứng trong thời gian ngắn như vậy có thể thấy khả năng logic của cậu rất mạnh mẽ câu thứ hai là đề tính nhẩm nhưng phải kết hợp tính toán lợi nhuận chứng tỏ cơ sở của các cậu rất tốt tần trạch gãi đầu thực ra đề này tôi từng gặp ở trên mạng còn đề phỏng vấn IBM tôi cũng đọc trong sách rồi, thành thật quá cũng không tốt đâu, nhưng mà câu cuối cùng hai người sao lại không giải? Hai người đồng loạt nhìn nhau, Dương Kiến bắt đầu giải thích cảm giác mọi người đều không biết, người mới nên chúng tôi vẫn nên khiêm tốn một chút. Ha ha hai tên nhóc nhà cậu rất được. Lão đại, hôm phỏng vấn tôi nhìn thấy một chị gái xinh đẹp, thân hình cực đỉnh luôn, có phải ở công ty chúng ta không? Tần Trạch cậu có nhìn thấy không? Tần Trạch phát hiện người Dương Kiến nói đang ở phía sau nên dùng chân đá đá nhắc nhở. Tần Trạch cậu đá tôi làm gì? cô ấy lúc đó trang điểm rất đẹp váy bó sát mông vừa to vừa vểnh thân hình bốc lửa khí chất thanh thoát quả đúng là như băng với lửa đột nhiên tóc trắng đứng dậy cúi người chào tô tổng áo xanh nhìn về phía dương kiến một lúc sau đó vuốt tóc bỏ đi hai giờ rưỡi chiều họp giám đốc các phòng đừng tới trễ vâng vâng tô tổng dương kiến nhìn theo bóng dáng áo xanh mà mê mẩn lão đại lúc nãy gọi tô tổng chẳng lẽ cô ấy là đúng vậy cô ấy là tổng giám đốc công ty của chúng ta ôi tổng tài mỹ nữ của tôi không ngờ trong những năm còn sống dương kiến tôi lại có thể gặp được cảnh trong truyền thuyết này chuyển cảnh đến chỗ của tô tổng đang bấm điện thoại cô vừa mới gửi một bức ảnh cho nam mạn đoán xem tôi gặp cậu ta ở đâu tôi không đoán ra chán ngắt là ở nhà ăn nhân viên công ty chúng tôi tại sao cậu ta lại ở đó ngoài ý muốn thôi tuần trước tới công ty phỏng vấn vừa hay bị người ta nhìn thấy hôm phỏng vấn tôi đặc biệt cho trợ lý thử cậu ta 30 phút phun điểm quả nhiên IQ biến thái vô vị không phải cậu đang sầu không có ai để dùng à thử cậu ta xem IQ cao thì cao nhưng mà kinh nghiệm không có, mai rũa một thời gian đã, ừ tối đi ăn đi, tôi gọi cậu ta nữa. Tại nhà ăn đầu tư tụ lợi, tôi xem trọng cậu đấy, cố gắng làm tốt ở bên này, nhưng khi này Tần Trạch nhận được tin nhắn của Bùi Nam Mạn rủ cậu tối nay đi ăn được không. Tần Trạch nói không rảnh, hẹn lại chưa mai nhưng Nam Mạn không đồng ý, vừa thở phào nhẹ nhõm vì thoát được bà chị kia thì lại vô tình chạm mặt với Tô Ngọc. Nhưng Tô Ngọc không nói gì chỉ nhẹ nhàng lướt qua sau đó nhìn Tần Trạch với ánh mắt sắc lẹm, phía bên trong phòng làm việc. Đồng nghiệp bên cạnh đang xem chương trình tôi là ca sĩ do Bảo Bảo thể hiện đột nhiên hét lên qua. Nữ thần của tôi, cậu nói xem rốt cuộc là 34D hay là 36D, 36D cậu cút đề. Sao cậu biết hay vậy? Tôi biết là biết đừng hỏi tại sao. Xạo mùm à, đúng rồi nghe nói tuần này là em trai cô ấy hát hỗ trợ. Nghe nói thể hiện thần khúc, anh thật sự chưa từng theo dõi tần Bảo Bảo à. Lúc sâu đang chiếu thì tôi còn làm ở công ty gia đình. Chưa từ trước ngày nào cũng tăng ca tới 9 giờ tối không thể bỏ phiếu cho nữ thần của tôi được tới rồi tới rồi em trai cô ấy xuất hiện rồi ca khúc hai bản hiện trường nhìn qua ống kính thanh niên không ngưỡng khen ngợi không hổ là chị em em trai cô ấy đẹp trai quá đi đột nhiên cậu ta ngây người ra hả à, sao nhìn quen quen vậy quen mắt đúng không đúng là quen mắt nhất định là đang nằm mơ rồi tần trạch chắc không phải cậu đấy chứ anh đã gọi em là tần trạch rồi còn giả được nữa sao Tôi tới công ty này thu hoạch lớn nhất không phải là gặp được đại mỹ nữ như Tô Ngọc là quen được cậu nhỏ cậu đấy. Cái gì mà cậu nhỏ? Là cậu tương lai, cậu ơi xin hãy giúp tôi xin một chữ ký của chị cậu đi, xin đấy. Đột nhiên Tần Trạch phát hiện ra phía ngoài có rất nhiều cô gái đang nhìn mình. Nhìn qua phía Tô Ngọc thì biết chính Tô Ngọc đã gửi ảnh Tần Trạch vào trong nhóm của công ty, định mệnh chuyện gì vậy? Sau khi tan làm Tần Trạch vừa về đã trông có vẻ rất mệt mỏi, có mùi gì vậy? Nhìn vào phía trong thấy Bảo Bảo đang ngồi canh nồi thuốc, sao vậy? chị nấu thuốc làm gì chị hát bể giọng rồi uống chút chung dược bồi bổ chung dược không được uống bừa ai kêu chị nấu đấy đưa đơn đây cho em xem đây này cũng được đấy mấy ngày nữa album của chị phát hành rồi luyện hát rất mệt cổ họng chả được nghỉ ngày nào chị gái yêu vất vả rồi đột nhiên tần trạch đặt tay lên vai cô rồi nói chị ra ngoài đi em trong nồi thuốc cho chị bảo bảo nghe lời tần trạch liền đi ra ngoài một lát sau cô trở lại đưa cho tần trạch một hộp quà cái gì đây em mở ra xem là biết ngay ấy mà tần trạch không thể tin vào mắt mình em có thích không đồng hồ hai mét vàng tặng cho em đó chị tặng quà sinh nhật sớm à đương nhiên là không phải đợi tới ngày sinh nhật em chị lại đi chơi với em một ngày đã nói là tặng xe cho em mà hơn nữa hôm sinh nhật em phải đi chơi với chị tử khâm bảo bảo nghe liền tức giận ai mới là chị của em hả à? đã nói là giúp em theo đuổi chị tử khâm không giúp thì thôi lại còn phá suy ai phá chứ em và tử khâm không hợp kiếm người khác đi, không có vợ, em lấy đồng hồ làm gì? Đàn ông cần đồng hồ để tăng phẩm vị và đẳng cấp. A à, Trạch cũng cần phải có. Đúng rồi, cái đồng hồ này bao nhiêu tiền? Bảo Bảo giơ ra hai ngón tay, Tần Trạch đoán hai vạn, là 20 vạn. A à, Trạch, chị tốt với chú không, định mệnh chị lại lấy tiền cưới vợ của em tiêu chứ gì? Câm, đây là tiền chị đóng quảng cáo. Tiền cưới vợ không phải chính là, lúc này Bảo Bảo không thèm nói rồi quay mặt hờn dỗi, chị tốt với em như vậy em còn vu oan cho chị, đồ vô tâm. Em đã nói cái gì đâu? Ừ, đồ độc ác, được rồi em sai rồi, em không nên trách nhầm chị, là em vô lương tâm, quay lại em hôn một cái thưởng nào." Nghe vậy Bảo Bảo liền đấm cho Tần Trạch một cái rõ đau. "Đồ biến thái, chị là người em có thể hôn à?" Dứt lời Bảo Bảo bỏ đi vào phòng, vừa đóng cửa phòng Bảo Bảo lại tự cười thầm. Nửa đêm Tần Trạch đang nghiên cứu cổ phiếu thì nghe Bảo Bảo hét từ phòng ra, "Á à lại thua rồi, a à cách đánh với chị mấy ván đi mà, em không rảnh." Bảo Bảo liền bước xuống cầu thang hỏi có đánh không. Vừa nói cô vừa giật laptop của Tần Trạch lại, "Được rồi đánh đánh đánh, đợi lát em đổi phù hiệu đã." "Ừm, vừa online thì đã có người cầu cứu Tần Trạch giúp kéo RANK." Không chần chừ Tần Trạch cũng gửi lời mời với người ta, "Ai vậy? Là nam hay nữ? Bạn trên game, ai mà biết được là nam hay nhân yêu gì đấy." "Ừ, toàn quân xuất kích." Bảo Bảo lần này lại tiếp tục nằm ở thế yếu, sau đó tức giận hét lên không chịu nổi cái người này mà, "Bảo Bảo nhắn cho người kia hỏi choáng đâu." Tiểu Man yêu đáp lại chuẩn không cần tích à kéo của cô đâu, nữ cảnh sát mà không kéo được thì khác méo gì phế, nực cười, đã thấy nữ cảnh sát nào học cấp một học chiêu kéo chưa, định mệnh đúng gà, nói cái gì hả? Hai người lúc này cứ nhắn tin qua lại chửi nhau, Tần Trạch liền phán một câu đừng nhảm nữa, lại tiếp tục một game thua trận. Bảo Bảo tức càng thêm tức, con cẩu R.A.N.K. vàng này, nó gài chị, tức chết rồi, không chơi nữa, chị rộng lượng tí đi, còn em mà, em sẽ gánh chị. Mau lên, chị sống lại rồi kìa đi theo em. Đột nhiên lúc này Bảo Bảo lấy lại tinh thần liên tục hạ đối phương, triple kill, mega kill. Hay quá, rác phế, mạng của tôi hơn cô rồi, cô mới rác, cả nhà cô mới rác, AD phế vật vạn năm đi đường dưới, a chạch cô ta mắng chị là rác kìa. Ý sao em chết rồi? Tân chạch vẻ mặt bất lực với đồng đội, cả đời này không gánh vàng bạc gì nữa hết. Đột nhiên Tiểu Man yêu gửi lời kết bạn cho Bảo Bảo. Hư đồ rác rưởi, lại còn thêm kết bạn nữa chứ. Tiểu Man yêu nhắn cho Bảo Bảo có ngon thì solo, a chạch bạn em đòi solo với chị kìa, chị sẽ không nương tay đâu, chỉ cần hai người vui là được. Em đi tắm đây, sau khi tắm xong tần trạch tiếp tục bắt đầu làm việc, khi này bảo bảo bước vào nói chị Pi khay xong rồi, nhưng bảo bảo lại nhìn thấy tần trạch hút thuốc. Cô lại nổi cơn thịnh nộ, đã nói là không được hút thuốc, còn không nghe lời là chị đánh đó, nói rồi cô cướp điếu thuốc từ trên tay tần trạch, rồi cuối cùng chị và cô ta ai thắng. Đương nhiên là chị thắng, con gà đó sao là đối thủ của chị được, đột nhiên bảo bảo nhớ đến túi đồ ăn, A trạch em muốn ăn bim bim không? Có thể ăn sao? đương nhiên chưa hết hạn mà. Dứt lời bảo bảo liền ném một túi bim bim vào đầu tân trạch. Vừa ăn bảo bảo vừa nói mấy ngày nay áp lực nặng chị không ngủ được. Ai trạch bóp eo cho chị đi. Em đang bận, lẽ nào chị không còn sức hút với em nữa? Cái gì mà đã không còn chứ? Trước giờ đều không có nhé. Được rồi để em bóp vai cho chị. Không đúng không đúng, cái gì không đúng cơ? Vương tử không không đúng lắm vừa nãy còn lải nhải với chị phải giữ uy nghiêm của chị gái không thể hi hi ha ha với em không được quá thân thiết rõ ràng là không chịu được a à trạch tốt với chị em nói xem có phải cô ấy ghen không chị nuôi em lớn đến như vậy thân thiết chút thì có sao đúng đó không thân với chị gái thì còn gì là em trai nói rồi bảo bảo quay qua nhìn tân trạch chị nhìn cái gì em cũng khá đẹp trai đáng tiếc là cô ấy không nhìn ra vì vậy tân trạch liền vỗ bốp vào mông bảo bảo á à, chó nhà em sau đó tần trạch giữ hai vai chị gái khiến cô chị phải nằm xuống kêu lên đừng cử động chị còn muốn mát xa không em nói xem vương tử không nhìn chúng gì ở em rồi em ngoài biết nấu ăn viết nhạc cũng chẳng có gì xuất sắc lẽ nào là bạch thiên nga mù mắt trong truyền thuyết chị vất vả nuôi một con heo không dễ một đại tiểu thư như cô ấy tư tưởng cái gì chứ chị à chị biết phim chị tử khâm hay xem không biết hình như là mẹ hãy đánh con lần nữa hả mẹ hãy đánh con lần nữa nhân vật chính trong đó thảm lắm đầu tiên là bị bạn trai cắm sừng sau đó có một bá đạo tổng tài thích cô ấy theo đuổi mãnh liệt nữ chính giả vờ thờ ơ nhưng sau đó dưới sự tấn công mãnh liệt của tổng tài bá đạo hai người cuối cùng cũng thành đôi nhưng gia đình hai bên vừa gặp mặt thì mẹ cô ấy sụp đổ luôn thì ra ba của tổng tài là tình nhân hồi trẻ của bà ấy đáng tiếc vì sự nghiệp gia tộc mà lấy một người không yêu bỏ lại hai mẹ con họ biên kịch cũng có tài ghê não toàn nếp nhanh hay gì thảm nhất kịch bản là ba của nữ chính con gái nuôi hai mươi mấy năm lại phát hiện mình là kẻ đồ vò. Đau lòng tới mức không thở nổi, vậy chị có từng nghĩ nếu kịch bản này xuất hiện ở ngoài đời không? Ví dụ như chị, nghe vậy bảo bảo liền đứng dậy đạp vào mặt tân trạch chửi, cút. Chị sinh như vậy sao có thể không phải con ruột chứ, em mới là nhặt về ấy, nếu như, em nói là nếu mà, vậy thì hay rồi. Hay hay cái gì, chuyện này mà gặp ở ngoài còn ăn dưa được, chứ xảy ra ở nhà mình là tai họa đấy. Cũng phải, nhưng mà vẫn là cùng một mẹ sinh ra mà, em hỏi chị một chuyện em mới là con rơi con rớt không phải em không nói cái này nếu như đại lão tư bản giới giải trí muốn dùng quy tắc ngầm với chị thì làm sao toàn hỏi mấy câu gây tởm em biến thái à giới giải trí cũng có trật tự của nó không phải nói muốn dùng quy tắc ngầm với ai là dùng người có chút đầu óc sẽ đặt lợi ích lên đầu chỉ cần có thể kiếm tiền mọi người đều có thể ngồi xuống nói chuyện đương nhiên cũng có một vài thằng háo sắc muốn của nữ minh tinh trẻ trung xinh đẹp nếu không nghe lời sẽ phong sát Minh Tinh có hợp đồng bị hạn chế phần lớn đều ngoan ngoãn thỏa hiệp, không chịu từ bỏ con đường này. Được đấy, công việc của chị làm rất chu đáo. Nếu có tư bản giới giải trí mất dạy nhìn chúng chị thì sao? Dù sao chị cũng xinh đẹp mà, vậy chỉ có thể dựa vào A Trạch làm chủ cho chị rồi nói đàng hoàng. Vậy thì chị còn có thể làm gì? Giá từ sự nghiệp, cố gắng tới khi hết hợp đồng. Cho dù lui khỏi giới giải trí cũng chả sao, chỉ cần khoản tiền cưới vợ của A Trạch, cả đời này chị sẽ không lo ăn uống nữa. Nói cứ như em không lấy vợ ấy. Có chị gái xinh đẹp như vậy em lấy vợ làm gì chứ, vậy em cứ lấy Vương Tử Khâm là được rồi. Chắc cô ấy không để ý chị cũng tiền cưới vợ của em đâu, yên tâm em sẽ bảo vệ chị, a à, Trạch hát cho chị nghe đi. Sau đó Tần Trạch liền hát cho Bảo Bảo nghe một ca khúc, cảnh chuyển đến ngày hôm sau khi này Tần Trạch đến công ty làm việc. Tần Trạch thấy anh bạn bên cạnh gõ bàn phím không ngừng nghỉ liền hỏi anh đang làm gì vậy? Anh đang giúp chị cậu kéo fan đây, là sao? Tần Bảo Bảo tuần này phát hành ca khúc đơn, cùng lúc còn có mấy idol nổi tiếng nữa cạnh tranh rất kịch liệt. PR. Mua tin cậu không biết à? Đương nhiên là biết, tình hình sao rồi? Trong mấy idol cùng phát hành ca khúc có hai đối thủ khá mạnh, một tiểu thịt tươi và một cây cổ thụ. Việc fan chúng ta cần làm chính là giúp idol tuyên truyền ca khúc. Sau đó vào Weibo của đối thủ nói xấu, tôi lập mười mấy acc à lon dìm chết bọn họ. Hiểu rồi. Giống như vì ủng hộ một đội bóng yêu thích mà một lời không hợp liền đánh nhau à? MV của Tân Bảo Bảo hôm qua phát hành rồi. Cậu sao lại không viết nhạc cho chị cậu? Tình hình đang rất căng ai cũng không áp chế được ai. Không phải em làm việc ở công ty đó sao? Đúng lúc này thì cậu lại nhận được tin nhắn của Bùi Nam Mạn hẹn trưa nay cùng đi ăn, lần này thì Tần Trạch không thể từ chối được. Tại Vong Hương lâu Nam Mạn cùng Tô Ngọc đang ở đó, Tô Ngọc lúc này đang xem livestream trận đấu game rất nghiêm túc, Nam Mạn hỏi mấy ngày rồi cậu xem mấy cái này không chán à? Trước đây thì không nhưng gần đây gặp một tiện nhân, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, tiểu nữ tử nhiều nhẫn nhịn 3 ngày rồi tìm cô ta báo thù đã bao nhiêu tuổi rồi ngoài công việc chỉ biết game cậu cứ định độc thân mãi à chúng ta đừng có chó chê mèo lắm lông nữa có được không chơi game hay mà ai không thuận mắt thì đấm chết thằng đấy đứa nào ra thì chửi không cần nghĩ đến hình tượng là nơi rất tuyệt thích nhất là đám người chửi với tớ tớ có thể chửi cả ngày luôn được rồi đừng xem nữa chắc cậu ta cũng sắp tới rồi cậu không thể mất hình tượng trước mặt cấp dưới được đúng không đúng đúng dứt lời tô ngọc liền cất điện thoại đi tân trạch lúc này bước vào liền bất ngờ khi thấy tô ngọc cũng ở đây ngồi đi tần trạch tần trạch không nghĩ hai người phụ nữ này lại quen biết nhau nam mạn lên tiếng tôi là một cổ đồn của công ty tụ lợi vậy thì trùng hợp ghê đờ mơ chẳng trách cái bài làm đề thì sao quen vậy hôm nào cậu tới nhà chơi đi đông lai tử kỳ nhớ cậu làm đấy gần đây tôi hơi bận đông lai còn hiểu được chứ tử kỳ thì nó còn méo thèm nhìn mình nam mạn quay qua hỏi tô ngọc công ty bận vậy sao có lẽ là bận việc trong nhà ba người ngồi nói chuyện công việc một lát sau tôi tổng nói với nam mạn trời nóng quá nam mạn chúng ta đi resort tránh nóng đi, resort nào bằng được điều hòa. Nghe vậy hai cô gái bốn mắt nhìn Tần Trạch, Tần Trạch vẻ mặt gượng gạo, đờ mờ cái miệng của mình. Tần Trạch nói cũng có lý, Tần Trạch à cậu với Nam Mạn đều là người quen, tôi không coi cậu là người ngoài. Nghe nói lúc cậu phỏng vấn có nói bản thân chơi cổ phiếu là lời 100%. Nếu tôi cho cậu 500 vạn cậu có thể kiếm được gấp đôi trong một tháng không? Tần Trạch nghe xong miệng mồm há hốc, cậu không có lòng tin à. Cái mặt cười không đàng hoàng của chị, tôi đang nghi ngờ chị chơi tôi đấy. Ngại quá tôi không làm được, để xóa bỏ không khí này nam mạn liền bảo cô ấy đùa với cậu đấy. Đương nhiên tôi biết chị ấy không thể để một con gà nhận hạng mục đầu tư 500 vạn được rồi, chẳng qua là muốn thử mình. Sau khi dùng bữa ra về, hai người đẹp đi trước còn tần trạch đi sau. Lúc này cậu để ý hai người này đi thật là phong tình, đường cong của bùi nam mạn thì nở nang hơn, lúc vỉnh lên mê người hơn, tô ngọc thì nhỏ hơn chút nhưng mà hơn ở độ vỉnh. Không biết cảm giác thế nào, đáng ghét mình đang nghĩ cái gì vậy, sau đó cậu tự tát vào mặt mình, hai người đẹp quay lại hỏi cậu sao vậy tôi muốn biết bản thân còn thuốc chữa hay không ấy hệ thống vừa nãy sao không có nhiệm vụ là dục vọng không đủ à túc chủ lại muốn làm màu cái gì phí lời chuyện của người có văn hóa gọi là làm màu được à người ta gọi là sâu kỹ năng đừng đùa nữa người ta đã nói là đùa rồi mà phát nhiệm vụ thì sao người ta không cho cậu làm cậu đợi tích điểm về không à tần trạch lúc này cũng rất bất mãn với cái hệ thống quỷ quái này hai người đẹp chào cậu rồi ra về ngồi trên xe tô ngọc nói đúng là nghĩ không thông mà tiến sĩ nước ngoài về mà cũng có vấn đề nghĩ không thông à? tên đó miễn cưỡng coi là dáng vẻ được khi chất phù hợp với hai chữ ôn hòa iq có lẽ khủng bố ngoài ra cũng không có gì quá đặc biệt sao cậu cứ dây dưa với cậu ta dây dưa ư ừ. chỉ là có lúc thấy tò mò con người cậu ta nhìn thì bình thường không có gì nhưng ở chung lại thấy rất vô sỉ hiểu càng yêu càng muốn biết cực hạn của cậu ta ở đâu cho người ta cảm giác thâm sâu khó lường vì khả năng khống chế biến thái kia sao nghe vậy nam Mạn liền im lặng tô ngọc nói tiếp ai ra Nghe nói phụ nữ xin lòng tò mò với đàn ông sẽ rơi vào cạm bẫy đấy. Cậu đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá đó. Nếu cảm thấy cô đơn sao cậu không tìm bạn trai đi, Tô Ngọc lúc này mới im lặng. Hai mỹ nữ rời đi thì hệ thống liền đánh dấu nhiệm vụ, tinh, thể hiện trước người, giúp Tần Bảo bảo đoạt được quán quân doanh thu ca khúc đơn tháng này. Thưởng 600 tích điểm, thất bại trừ tương đương, vãi, sao lại chèn nhiệm vụ Tần Bảo bảo vào chỗ hai mỹ nữ này, ham muốn bản thân bạn mà. Giả ngu đó à, địt, tao nhìn mông của người khác chứ có phải Tần Bảo bảo đâu, xin bạn hãy ham muốn làm màu thêm đi để tôi còn xuất hiện xin bạn đó hu 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 cái địch cụ mày là học theo tần bảo bảo đúng không tần trạch nhận nhiệm vụ liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho bảo bảo hỏi xem ca khúc đơn phát hành lúc nào bảo bảo lập tức trả lời là vào thứ năm biết tin tần trạch thở dài ngao ngán sau đó gọi taxi đi bác tài cho cháu tới đường nguyễn hưng số một nghìn một trăm bảy mươi tám tòa nhà tinh nghệ cảnh chuyển tới phòng nghỉ ngơi công ty tinh nghệ cạnh tranh kịch liệt thật tình hình hiện tại bảo bảo đứng top ba đã không tệ rồi bây giờ tình hình đang căng sao em không tìm em trai viết nhạc thêm nó không rảnh dạo này nó bảo nó bận lắm hai cô gái nghe vậy thì cười thích thú tần lão sư em trai cô tới tìm tôi đã kêu cậu ấy tới phòng làm vi của cô đợi rồi nghe tần trạch đến bảo bảo liền bỏ đồng nghiệp lại đi ngay tần trạch lúc này đã vào bên trong phòng làm việc của bảo bảo chỗ này cũng thoải mái phết ưỡn ừ vai một cái tần trạch đã đạp chúng một túi đồ là cái gì vậy nhỉ tần trạch kéo khóa ra xem thì mặt biến sắc bất ngờ bấy giờ bảo bảo cũng đã chạy về tới hai người nhìn nhau thì đứng hình mất 5 giây hê hey hê hey, chị cũng biết chọn đồ ghê đồ trái tim rồi ha em đừng có sờ lung tung đồ của chị chị đi làm còn đem theo mấy bộ đồ làm gì chị không cần luyện múa à tập luyện nóng ra mồ hôi nhiều em nghĩ chị mặc cả ngày một bộ chắc vậy thì em yên tâm rồi em yên tâm cái gì ha ha không có gì em tới đây làm gì không đi làm mà chỉ biết làm biếng hệ thống gửi nhiệm vụ có thể không tới sao em nghe nói xếp hạng mv của chị cạnh tranh rất khốc liệt Xếp hạng cái gì chứ, em tưởng đang chơi game à, người ta gọi là tranh top. Vậy có hy vọng đoạt quán quân lượng bán ra tháng này không? Cái này hơi khó, xem ra vẫn phải để em đích thân ra tay rồi. Hai người đang nói chuyện thì chị quản lý mang đồ ăn đưa qua. Em giúp chị viết mấy bài hát, bây giờ đổi nhạc còn kịp không? Cậu viết nhạc à, không phải cậu không rảnh sao? Ai nói tôi không rảnh, tôi có rất nhiều thời gian đấy. Mấy ngày trước không phải em nói là bận chuẩn bị cho phỏng vấn à? Chị quản lý nghe có bài hát mới thì đã mừng húm nhảy cẫng lên tôi lập tức qua bên phòng kinh doanh thị trường nói ngay sau khi chuẩn bị bảo bảo liền đi thu âm bảo bảo vào bên trong hát thử bản nhạc tần trạch viết những người bên ngoài nghe qua thử liền nở nụ cười hài lòng hát bản demo xong thì bảo bảo đi ra bảo bảo chúng ta đổi bài này đi lãnh đạo phòng kinh doanh nghe qua đã đồng ý rồi tần lão sư bản quyền bài hát này có bán không dựa theo phần trăm ủy quyền đi cứ như mấy bài hát trước đó được vậy chúng ta ký hợp đồng nhé sau khi ra MV thì những bản CD của Bảo Bảo tràn ngập khắp nơi. Hình ảnh thanh xuân của Bảo Bảo treo khắp các bảng quảng cáo trên đường. Đêm đến Bảo Bảo cùng Tử Khâm đang ngủ thì có điện thoại gọi đến. Trời ơi đêm rồi mà ai còn gọi vậy? Alo ai đó nói đi. Bảo Bảo không phải kêu em cắp Weibo nói fan ủng hộ sao? Đã qua 12 giờ rồi sao còn chưa đăng? Ai nha em quên, bây giờ em cắp ngay. Bảo Bảo tỉnh giấc nhắn tin làm điện thoại rung liên hồi. Tử Khâm đang ngủ mà nghe tiếng rung báo thì tức điên cả người bật dậy sau đó thì chụp tới người của Bảo Bảo nửa đêm làm ồn khiến người ta tỉnh, tớ như vậy rất khó ngủ lại đấy. vừa nói từ khâm vừa tét vào mông của bảo bảo, xin nhỗi mà để chị dỗ bé ngủ nhé. nói xong bảo bảo kéo từ khâm vào đôi gò bồng của mình hát du hư tần bảo bảo tớ không ngủ với cậu nữa. này cậu bại lộ rồi nhé, bại bại lộ cái gì? rõ ràng là cậu muốn ngủ với a trạch bị nói chúng tim đen làm từ khâm mặt đỏ bừng. cậu nói bậy tớ ngủ ở phòng khách không được à? ô phải là vậy không? nói xong bảo bảo liền đè từ khâm ra cảnh này y chang bách hợp luôn do tình bao nhiêu năm cậu thật sự thích thằng đầu heo nhà tớ cậu nhận tớ sẽ tặng nó cho cậu cậu đừng nói bậy tớ không thích tần trạch đừng phủ nhận bây giờ đi đâu tìm được người ưu tú như nó chứ tử không nghe vậy cũng không chối nữa cậu thích thì nói chúng ta là chị em tớ còn có thể không giúp cậu sao nếu cậu nói a à, trạch tốt như vậy thì cậu lấy nó đi nghe câu này bảo bảo bất giác mặt đỏ ửng suy nó là em trai tớ đấy ai dô bảo bao chột xạ rồi kìa bảo bảo bị trêu ngược lại thì ngượng không thôi Cậu im đi, còn nói xem tớ có xé miệng cậu ra không, sau đó thì hai mỹ nữ dùng gối đùa giỡn với nhau giữa đêm khuya. Nghe ồn ào tần trạch liền qua đập cửa, hai người điên à, nửa đêm nửa hôm không ngủ mà còn nghịch, ngày mai tính nghỉ cả nút chắc. Thấy tần trạch mắng làm hai cô gái không dám giỡn nữa, em hung dữ cái gì, giờ ngủ ngay đây, ai, cậu vẫn chưa cấp ảnh đăng bài kìa. À, suýt nữa quên mất, sau đó bảo bảo cầm điện thoại để chọn ảnh đăng thông báo, để ăn khách bảo bảo liền lấy ảnh tần trạch úp cho những chị em mê trai xem luôn tin vừa đăng lên một cái thì thanh niên đồng nghiệp của tần trạch đã đọc được mà mắt sáng quắc phấn khích thế là thanh niên nhìn ảnh quay tay một phát rồi mới chịu đi ngủ một đêm yên bình cứ thế trôi qua ngày hôm sau bảo bảo đi làm về thì đã say mềm bước vào nhà chân đã đi lảo đảo chị về rồi à ừm em đang làm gì đấy thì vẫn như bao ngày mà chị uống rượu à số lượng bán ra phá kỷ lục 50 vạn tiệc chúc mừng không thể đi ăn cùng a trạch đừng trách chị nhé công ty chúc mừng chị mà điều này nên làm bảo bảo có men vào thì con thú trong người liền dạo rực thấy tần trạch không quan tâm tới thì lập tức không cho tần trạch làm nữa sau đó thì như một con ma men mà kéo lấy tần trạch hôn lấy hôn để chị đoạt hạng nhất số lượng bán ra rồi cảm ơn a trạch nhé em không hổ là em trai của chị ừ chị không có gì mới hơn à vậy em muốn gì nào hê hey, hê hey, lẽ nào lại muốn thị tầm sao chị uống nhiều quá rồi giờ lại ăn nói bậy bạ giờ chờ lưu manh đấy bảo bảo chẳng quan tâm mà nắm lấy tay tần trạch em đợi ở đây nhé lập tức chị tới thưởng cho bé đây nói xong bảo bảo lảo đảo đi lên phòng chưa tới phòng thì cơn buồn nôn đã tới họng, mửa mãi một lúc bảo bảo mới bỏ ra. Tần Trạch nghe thế thì lo lắng chạy lên xem ngay, mở cửa phòng ra nhìn thì lại thấy Tử Khâm nằm chơi điện thoại, cảm giác có ánh mắt dâm đãng nhìn mình, Tử Khâm liền quay lại xem. Tần Trạch nhìn vào cái khe chết chóc mà mắt không chớp lấy một cái, Tử Khâm thấy vậy liền vung mền rồi chạy ra cửa phòng, "Em nhìn cái gì phòng của con gái người ta?" Nói xong Tử Khâm tức giận đóng cửa cái rầm, bên trong bảo bảo tắm nhìn qua cánh cửa thôi đã mê người, Tần Trạch bị đuổi thì lại xuống làm việc. Thời gian đến 11 giờ đêm thì Bảo Bảo mới tắm đi ra phòng khách, em trai muốn nhìn không, Tần Trạch nghe mà giật cả mình nhìn lại, chị xuống để thưởng cho bé cưng này. Xì, có xem chị cũng không dám cởi, hừ em xem thường chị à, chị ấy sẽ đừng giữa chừng, tuyệt đối không dám chơi đến cùng. Bảo Bảo lúc này quay ngoắt đi dần dần cởi ra, áo tắm kéo xuống hai bầu sữa làm Tần Trạch không dám chớp mắt lấy một cái, chị làm thật đấy à. Nghe vậy Bảo Bảo mới dừng lại làm Tần Trạch trách cái miệng mình, hừ, em biết ngay mà, thấy tần trạch mạnh mồm bảo bảo liền cởi phăng áo tắm ra luôn a à, tần bảo bảo chị bị điên à tần trạch lập tức lấy tay che mắt lại không dám nhìn he he mở mắt ra nhìn đi em mạnh mõm lắm còn gì bị khiêu khích tần trạch buông tay ra xem luôn hể chị đùa em đó à bảo bảo bên trong áo choàng tắm thì lại quấn thêm một cái khăn tắm ha 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 em đúng là đồ háo sắc miệng nó lại bị con mụ này bịp. thứ khốn nhà em đừng nằm mơ nữa chưa tần trạch xong bảo bảo liền về phòng chưa xong còn thò ra lêu lêu mắng tần trạch vô sỉ Tần Trạch cũng hết cách với bà báo này luôn. Ngày hôm sau Tần Trạch đến công ty làm. Lúc này trên group ông xếp Lý Lâm Phong làm khó làm dễ bắt Tần Trạch cùng thanh niên đồng nghiệp Dương Kiên viết kế hoạch đầu tư. Này cậu nhỏ làm sao đây? Làm cái giám này. Cũng tại cái miệng luyên thuyên của cậu đó. Tôi sai rồi đại thần. Bản kế hoạch viết sao đây? Tần Trạch nhìn thanh niên mà phát chán. Cái này đơn giản, tìm một dòng cổ phiếu mạnh hiện tại sau đó phân tích từ cơ sở tới kỹ thuật, đi sâu vào tiềm lực của cổ phiếu đấy. Hay, quả nhân vẫn là phải nhờ vào cậu ở nhà bảo bảo dọn dẹp nhà cửa các thứ một lúc sau thì có tiếng chuông cửa bảo bảo lập tức ra mở cửa tần lão sư tôi là tiết mai là người chủ trì sâu hiếu khách vị này là cameraman của chúng tôi lão vương chị diễm hồng có nói với tôi rồi mời vào wow đây chính là nhà tần lão sư vâng nó hơi nhỏ một chút rất ấm áp tôi có thể quay một chút được không tin chắc mọi người cũng muốn xem hoàn cảnh sống hàng ngày của tần lão sư bảo bảo nở một nụ cười duyên đồng ý cameraman vào là bắt đầu quay hết góc này tới góc khác đây là phòng tôi kế bên là phòng em trai tôi tôi có thể vào phòng xem không không vấn đề hừ bà đây đã chuẩn bị sẵn rồi tuyệt đối không để các người quay được cái gì đâu nói xong bảo bảo liền mở cửa ra bảo bảo mở cửa phòng mình nhưng hai người này lại không thèm đi vào tần lão sư tôi nói là có thể vào phòng của em trai cô tham quan không ấy địch gì vậy sao lại khác bình thường như thế uổng công mình dọn phòng cả buổi à nói xong bảo bảo cũng mở cửa phòng của tần trạch cho hai người này vào quay vào bên trong chỉ có mỗi cái giường vào bàn làm việc, ngoài ra chẳng có thứ gì nữa. Phong cách đơn sơ mộc mạc như vậy thực sự không giống phòng của nghệ thuật gia. Mời xem bên này, đây chính là bàn sách mà tần lão sư thường dùng cho việc sáng tác. Camera quay đến thì cũng trống trơn, chỉ lác đác vài cuốn tạp chí. Đến khi quay đến cái bảng mới làm cho em gái có hứng thú, tần lão sư học kinh tế sao? Ừm, nó tốt nghiệp đại học tài chính, bên trên là viết về cổ phiếu à? Bên trên viết phân tích dự đoán của một vài dòng cổ phiếu khá là chi tiết, gần đây cổ phiếu rất hot, bên cạnh tôi có rất nhiều người đầu tư vào cổ phiếu đó, cổ phiếu này thế nào? Bình thường, cơn gió xuân hồi phục thị trường cổ phiếu hình như không thổi đến nó, nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp mà, hở, rơi đồ rồi kìa, ồ đây hình như là nhật ký. Cô gái mở ra thì chi chít mấy thứ kế hoạch khó hiểu tới năm 2025, thằng nhóc này viết nhật ký từ lúc nào vậy? Cảnh chuyển tới phòng giám đốc đầu tư Lý Lâm Phong, ai đó mời vào. Bên ngoài Tần Trạch và Dương Kiên cũng mở cửa đi vào, đưa kế hoạch tôi xem thử. Dương Kiên lập tức đưa ngay, suy nghĩ khá tốt thủ pháp cũng có căn cứ trước đây cậu có chơi futures rồi sao từ hồi đại học đã chơi chỉ là không kiếm được nhiều chủ yếu đủ cho học phí và tiêu vặt thôi ừm khá lắm đưa phương án của tần trạch đây xem thử cái gì kế hoạch cậu viết tay vâng tại máy tính quá phức tạp cậu vẫn là quá trẻ rồi tôi có cuộc họp ngay bây giờ các cậu đi trước đi rất nhanh lý lâm phong đến họp với tô ngọc chỗ tôi có tất cả bản báo cáo hạng mục đầu tư của ba phòng ban mỗi phòng ban đều có thiệt hại và lỗ nhưng trung quy vẫn kiếm được tiền tôi cũng rất mừng Thông qua báo cáo này, điểm mạnh điểm yếu từng phòng ban các vị đều rất rõ ràng. Mục đích cuộc họp lần này chính thức bắt đầu phân công, mỗi bộ phòng ban sẽ chuyên điểm mạnh của mình. Tô Ngọc nói nhưng Lý Lâm Phong cứ chăm chú vào đọc bản kế hoạch của Tần Trạch. Tô Ngọc thấy vậy thì liền tới xem thử cái gì mà làm Lý Lâm Phong chăm chú như thế. Lý Lâm Phong phát giác thì giấu ngay, giấu cái gì mà giấu, đưa tôi xem nào. Ừm bản kế hoạch viết tay này rất thú vị, đây là một người mới viết, rất có trình độ, tôi đang nghiên cứu một chút. Là Tần Trạch phải không? Lý Lâm Phong thấy Tô Ngọc xem qua mà biết cũng bất ngờ rồi gật đầu ý nói phải, ô quả nhiên thú vị mà, ông xuất thân từ công ty chứng khoán, đầu tư cổ phiếu của phòng các ông là thu lợi nhất, sau này làm mảng này đi, cả futures nữa, hội nghị họp cũng đến đây thôi, nghe vậy mấy vị giám đốc lục đục rời đi. Lý Lâm Phong ông đợi chút, bây giờ ông qua bên chỗ phòng tài chính báo, dựa theo bản kế hoạch này làm hạng mục mới, cái gì? Vậy đầu tư bao nhiêu? Trước tiên 100 vạn đi, không không 200 vạn đi. Được, Tô tổng là ngựa hay là la phải thử một phen mới biết. Cảm ơn tần lão sư buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc tại đây. Bảo bảo sau đó cũng tiễn hai con người lằng nhằng này đi, về tới nhà thì cao có mà đóng cửa. Vù, tiếp hai cái người này mệt thật, nói chuyện cứ nhắm tới A Trạch không. Địch đi theo họ làm mình đói bụng luôn, ăn chưa thôi, tiếc là A Trạch không ở nhà, có em trai biết nấu ăn thích thật, nói mới nhớ tới A Trạch, đúng rồi cuốn nhật ký. Thôi tập này kết thúc ở đây hẹn các bạn ở những video sau.